mèo 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 rửa mặt cho mèo sâu sâu quá chẳng được mẹ yêu khăn mặt đâu mà ngồi liếm láp gặp nước sôi rồi mày trắng phao phao dễ thương thế. Bác Quang có nhà không? Sao đến cái giờ này? Ôi trời, cháu hàng xóm. Hôm nay sao đến cái giờ này mò đi chơi thế? Rồng đến chả tôm đi. Sao đây? Có con mèo yêu quý, nó đi đâu suốt từ hôm qua đến giờ, tìm mãi không được. Ông đã tìm kỹ chưa? Em tìm khắp nơi rồi. Lạ nhỉ? Em nói thật với bác chứ, em yêu quý nó cực kỳ luôn, nó rất hiểu em. Thế cái nào nó lại? Thế bác đang ngồi nhậu một mình nhỉ? À không, anh mới chỉ dọn ra định là tí nữa sang để mời chú sang để nhậu cho nó vui. Có mỗi một chén một cốc thế này mời em cái gì? Đâu, cái chén này là chén anh vừa uống nước. Ý là chú muốn uống rượu gì? Có chén ngay đây anh còn cất. Anh cho em xin một ly. Thêm dạ. Một chén này đấy. Giải sầu của anh. Anh em mình sẽ uống để gọi là chia buồn cùng với chú và mong muốn được con mèo nó sớm trở lại với chúng ta. Vì tình làng nghĩa xóm. Vì tối lửa tắt đèn ta có nhau. Ok. Cái ngữ này sao nó nặng thế nhỉ bác nhỉ? À đấy, nó quỷ không? Rượu thừa đấy. Nhưng mà bác ơi, uống mà nó chỉ có mấy cái thứ rau dưa này thôi à? Ừ đấy, đấy, đấy. Bác ơi. Bác cứ giấu, bác đưa lên đây. Đến đã ngửi thấy mùi thơm thơm rồi. Dạ, thấy như mũi chó bẹp dê. Đây, đây, mời chú. Đấy, bây giờ thì chú dùng thoải mái. Thịt gì đấy bác? Thịt thỏ. Thịt thỏ à? Mong mày cho sang thế. Thế chứ còn thịt bác kiếm đâu á? Có kiếm đâu đấy, để anh đi săn. Bác cứ thiếu. Khu mình có gần rừng đâu mà đi săn. Chứ cần gì phải đi đâu săn. Săn tại nhà. Con thỏ thì kinh lắm. Tự nhiên dẫn xác nó mò đến nhà anh. Anh phải biến mình thành một thổ dân da đỏ. Anh dương cung nỏ bắn con thỏ cụt mỏ. Kinh thế cơ à? Dương cung bắn phát ăn luôn. Ăn luôn. Ăn đùa với tay nghề của anh. Đúng biết không? Tối hôm qua nhá. Tự nhiên anh nghe thấy sột soạt ở ngoài tường phát. Thì anh cầm đèn pin lên dọi ra. Thấy chú thỏ này hai mắt tròn xoe nhìn anh theo kiểu nhìn đều. Nó coi thường tay súng của anh. Anh vài lấy súng chun ra nhá. Ui không biết tôi kéo hết cỡ tôi bắn một phát nhá. Con thỏ nó chỉ kịp kêu thôi. Mèo anh chứ không. Chả là một tháng rồi lên đây, có đi làm cái gì đâu, cứ quanh ra lại quẩn vào. Bà cứ ăn uống thế này rồi lại đến tốn kém của cô chú. Bà sợ tốn kém á? Ôi dồi ôi, cháu nói bằng em nhá. Bà sợ cái gì là không nói, nhưng mà bà sợ ở đấy thì bà không phải lo. Cô chú á, tính hết rồi, bà không phải lo. Nói thế là nói nhảm. Ôi giời ơi, nhưng mà cháu mà nói ra bà bắt cô chú cháu bị đuổi việc ngay. Bà phải hứa bà không được nói cơ. Cái quần này để úp mở. Nói bà nghe xem nào. Cháu nói bà nghe nhá. Cháu thấy cô chú bảo ấy là bà đi lên đây là nguồn thu nhập chính cho cái nhà này luôn. Vô thì xử chị. Bà già rồi, làm sao ra tiền nữa. Bà không tin à? Rồi ơi, bà là nguồn thu nhập chính. Bây giờ bà kiếm được đầy tiền luôn, cháu bảo là
trả hiểu gì cả. Thế là gì là? Không làm. Cháu cũng không nói ra. Bà phải hứa là bà không được nói. Thì cháu mới nói cơ. Không là cháu bị đuổi việc ngay. Khổ quá, được rồi. Bà hứa. Nói bà nghe xem nào. Cháu nói bà nghe nhá. Hôm trước ấy, cháu thấy cô chú nói chuyện với nhau. Là tháng trước, chú chỉ bị đau lưng có tí thôi. Đi vào viện nha. Úi dồi ôi, bà biết không? Kiếm được mấy trăm triệu luôn. Thế nên là bà ở đây, bà càng ốm, nặng càng tốt. Phối vui cái mồm mày đi. Bây giờ bà mà ốm này khổ thân cô chú ra, để tốn kém chứ được cái gì. Mày phải mong bà khỏe chứ để bảo bà ốm thế à? Bà chả hiểu cái gì. Chán á. Không nói với bà đâu. Này, cái con bé này, mày mà không nói là bà đuổi việc đi nhá. Nhưng mà cháu nói ấy, bà phải hứa là bà không được nói cơ. Bà mà nói cháu bị đuổi việc ngay. Được rồi bà hứa, nói đi thế nào. Cháu nói bà nghe nhá. Hôm trước ấy, cháu thấy cô chú nói chuyện với nhau. Thế là cô bảo là bà đến đây ăn sung mặc sướng, khỏe ré, chả ốm đau thì sệt, chỉ muốn răng rửa ri bà. Thế chú bảo sao? Chú bảo là ấy, bà già rồi, kiểu gì mà chả ốm, mà còn ốm nặng ấy. Ôi giời ơi, chỉ cần bà ốm nặng một cái cho vào viện à, người ở công ty người ta đã đun được cả tỷ luôn, mấy trăm triệu là cái gì? Ôi giời ơi, ôi khổ thân tôi. Ôi hai. Con ấy là con. Bà ốm à, ốm à, ốm à, ủi mày quá. Để cháu gọi điện báo cáo chú kiểu gì cho được thưởng. Alo, chú à. Chú ơi chú, báo cáo chú, bà ốm rồi, ốm rồi. Thế bây giờ phải làm gì hả chú? Tốt, cháu biết tốt rồi. Nhưng bây giờ phải làm gì hả? Chú về đưa bà đi viện nhá. Vâng, để cháu chuẩn bị nhá chú nhá. Bà ơi, đi viện. Còn lâu tao mới ốm nhá. Tao chẳng làm sao chứ. Đi vào dọn đồ cho tao về. Còn với cái tệ thế là cùng. Ôi, tao chết rồi. Ôi, chết rồi. Anh ơi, đi đổ rác cho em đi. Trời ơi, cái gì? Đổ rác cho em, nhanh lên. Ra đổ đi, nó đang chơi. Nào xem. Ôi dồi ôi, anh ơi, trời sắp mưa rồi. Anh ơi, ra giúp cho em quần áo nhanh lên. Ôi, con có mỗi bộ quần áo để mai mặc đi học thôi. Không rút mưa nữa, để mai mặc cái gì đi học. Ôi dồi, chết rồi. Buồn cười thế nhỉ. Trông về làm cả ngày mệt mỏi về vừa nghỉ giải lao một tí. Thành thơi giảm chết đây mà cô cứ mầm nào. Vừa mới nghỉ cái chưa được công nước nào đã lại là đổ rác nào là gì. Rồi trời mưa thu quần áo vào. Thế cô ở nhà làm cái gì? Thế anh nghĩ em ở nhà chơi à? Em đang làm đây này. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Làm việc ở nhà ấy thì cũng phải đến tư duy, động chất xám. Mình phải có kế hoạch nhá. Cất quần áo sớm đi. Tại sao đợi lúc mưa mới cất là nào? Trời mưa ướt, không có quần áo đi học có gì. Mai con cởi chân đi học. Cô cứ làm như là chồng cô thảnh thơi lắm ấy. Tôi nói cho cô biết nhé. Tôi đi làm, tôi bao nhiêu việc, nào là giấy tờ, nào là công văn, nào là chữ ký, nào là giải ngân. Không phải thu trong giặc ngoài chứ không phải đơn giản như cô ở nhà, việc nhà, lau nhà, nấu cơm, đưa con đi học đâu. Thu trong giặc ngoài cái gì? Anh cứ làm như là anh đi làm cứ như là đi đánh nhau ấy. Ôi này, tôi nói cho cô biết nhé. Mỗi một ngày đi làm đối với tôi là một trận chiến nhá. Tôi còn phải đối diện với đồng nghiệp, người tốt, người xấu này. Khách hàng là người vui tính, người khó tính này. Rồi trông chờ xếp ra, xếp vào. Ông ấy cười hay ông ấy cáu để mà còn xin chữ ký. Cô hiểu chưa? Không như cô ấy, ngồi ở nhà điều hòa thì mắt lạnh 24/24. Tôi hỏi cô từ khi cô lấy tôi đến bây giờ, trên người cô đã bao giờ đổ một giọt mồ hôi nào chưa? Hả? Hay là cô ngồi suốt ngày 24 điều hòa, thích bật tivi là ngồi xem tất cả các chương trình trên thế giới, trong nước, ngoài nước. Hả? Con đi học về rồi thì đón, cơm sẵn đấy thì ăn. Có như chồng cô không? Bán mặt cho đất, bán lưng cho rời. Ngày xưa tôi lấy cô nhá, da tôi trắng trẻo mịn màng như thế. Thế mà bây giờ cô nhìn cái mặt tôi xem, sắp thành da đen rồi đấy nhá. Anh cứ làm như là tôi chỉ có việc chơi thôi ấy. Nếu mà anh giỏi từ ngày mai anh ở nhà làm việc nhà đi. Để tôi đi ra ngoài,
tôi chiến đấu. Này, đây là một điều mơ ước duy nhất của tôi đấy nhá. Cô nhớ nhá, cô nói đấy nhá. Được rồi, ngày mai cô đi làm đi. Để xem cô trụ được bao nhiêu lâu. Trời ơi, ngày mai tôi được sống cuộc đời như mơ ước. Ngày đầu chưa quen đường cây sau thằng ngay. Ôi dồi, thường là dễ em sao nó khó này mãi nó không sao. Anh là cho em xong chưa? Sắp xong rồi. Mình cứ vào trong nhà đi. Mình cứ vào trong nhà hay là hôm nay mình chọn tạm một bộ nào đấy mặc tạm đi vậy. Chứ còn cái chỗ này nó mình thay hơi nhiều. Không, cho nên là em không thích. Em thích những bộ này. Thôi, mặc tạm cái này đi. Không, mặc tạm cái này. Em thích cái này này. Thôi, cái này đang là. Không, em mặc thích cái này. Mặc tạm cái này đi, cái này nó xuống đến không. Nó phẳng đấy. Em thích cái này. Ôi giời, thích cái khó thế, phải từ từ chứ. Ngày đầu chưa quen đường cây. Giữ hộ cái, giữ hộ cái tay vào đây. Đường cây sao thẳng ngay. Ôi giời, cái gì khét đấy nhỉ? Chạy nha. Mà lỗi là cái bàn là. Hôm nay em mua cho anh một cái bàn là hơi nước đi. Chứ cái bàn là nhiệt không là anh là không quen nhá. Ôi dồi, khổ em quá. Em không biết, anh phải đền cho em cái áo này. Thôi được rồi, tôi đền. Không biết bao nhiêu việc không, anh đang nấu cơm cái này. Xong rồi anh phải rửa bát đi để em còn đi làm. Cái gì? Nấu cơm lại còn rửa bát nữa thì ai mà làm được. Tôi có phải ba đầu sáu tay đâu. Bình thường ở cái nhà này ấy, em vẫn phải làm hết tất cả những việc này đấy. Em làm được, anh cũng phải làm được. Cái gì? Em làm được, anh cũng phải làm được á? Ôi trời ơi, là quần áo này, nấu cơm này, ôi trời ơi, lại còn rửa bát này, lại còn đón con đi học phơi quần áo này, bố tao làm mà làm được? Nhanh lên con. Ôi cô, cái gì đấy? Cô vô ăn chè bố nhá. Ôi trời ơi, chè cháo có gì, muộn giờ rồi đi. Nhưng mà hôm mẹ vẫn cho con ăn mà. Con lạy bố. Bố vừa mới ăn sáng xong, còn mấy phút nữa thôi, muộn giờ học đến bây giờ, con còn bao nhiêu việc đấy bố ạ? Sao bố không gọi bằng bố? Không ạ, từ ngày hôm nay trở đi chính thức con sẽ gọi bố là bố nhé. Con còn bao nhiêu việc, con làm phục vụ là phục vụ tương lai của bố trẻ ạ nhá. Con về con còn đi vứt rác này, đưa bố đi học xong rồi con về con nấu cơm này, rồi còn cất quần áo, trời sắp mưa rồi không cất kịp ấy, ướt quần áo mai là bố cởi trần đi học đấy bố ạ. Sao cứ gọi là bố nhở? Từ giờ con sẽ gọi bố là bố suốt nhá. Con mời bố, kính bố nhanh nha con nhờ. Khổ quá. Nấu cơm xong rồi nhá, lau nhà xong rồi nhá, được chưa? Em quần áo gấp rồi nhá. Cái gì? Phòng em có 6-7 người muốn đến nhà mình ăn cơm để chơi với cả gia đình nhà mình. Anh đi ra chợ mua đồ về chuẩn bị cơm cho em nhá. Mua thêm ít hoa quả nữa anh nhá. Mọi người, người thì thích ăn vịt, người thì thích ăn gà, người thì thích ăn cá. Anh mua về chuẩn bị hết cho em đầy đủ nhá anh nhá. Này nhá, anh nấu cơm rồi, lau nhà rồi, gấp quần áo rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là anh đi đón con đi học về nhá. Rồi em muốn ăn gà này, gà luộc này, đúng không? Vịt nướng này, lẩu nhá, tôm cua hải sản nhá. Này, tôi nói lại một lần nữa nhá. Cô muốn ăn ý, thì rước các bạn cô ra ngoài quán mà ăn nhá. Ôi hầu hai mẹ con cô là đủ lắm rồi nhá. Đừng ngoan hành thằng này nhá. Về đây mà làm việc nhà đấy, để mai tôi đi làm. Giả lại cuộc sống cho tôi, hiểu chưa?
Chết chưa? Anh ơi, chết anh ơi. Chưa? Chết chưa? Anh ơi đi đổ rác cho em đi. Trời ơi, cái gì cái gì? Đổ rác cho em, nhanh lên. Ra đổ đi, nó đang chơi. Nào xem. Ôi dồi ôi, anh ơi, trời sắp mưa rồi. Anh ơi, ra giúp cho em quần áo nhanh lên. Trời ơi, con có mỗi bộ quần áo để mai mặc đi học thôi. Không rút mưa nữa, để mai mặc cái gì đi học. Ôi dồi, chết rồi. Có một cười thế nhỉ? Trông về làm cả ngày mệt mỏi về, vừa nghỉ giải lao một tí. Thành thơi giảm chết đây mà cô cứ mầm nào. Vừa mới nghỉ cái chưa được công nước nào đã lại là đổ rác nào là gì? Trời mưa, thu quần áo vào. Thế cô ở nhà làm cái gì? Thế anh nghĩ em ở nhà chơi à? Em đang làm đây này. Này, tôi nói cho cô biết nhá. Làm việc ở nhà ấy thì cũng phải đến tư duy, động chất xám. Mình phải có kế hoạch nhá. Cất quần áo sớm đi. Tại sao đợi lúc mưa mới cất? Là nào? Trời mưa ướt, không có quần áo đi học có gì. Mai con cởi trần đi học. Cô cứ làm như là chồng cô thảnh thơi lắm ấy. Tôi nói cho cô biết nhá. Tôi đi làm, tôi bao nhiêu việc, nào là giấy tờ, nào là công văn, nào là chữ ký, nào là giải ngân. Cô phải thu trong giặc ngoài chứ không phải đơn giản như cô ở nhà, việc nhà, lau nhà, nấu cơm, đưa con đi học đâu. Thu trong giặc ngoài cái gì? Anh cứ làm như là anh đi làm, cứ như là đi đánh nhau ấy. Ôi này, tôi nói cho cô biết nhé. Mỗi một ngày đi làm đối với tôi là một trận chiến nhá. Tôi còn phải đối diện với đồng nghiệp, người tốt, người xấu này. Khách hàng là người vui tính, người khó tính này. Rồi trông chờ xếp ra, xếp vào. Ông ấy cười hay ông ấy cáu để mà còn xin chữ ký. Tôi hiểu chưa? Ông như cô ấy, ngồi ở nhà điều hòa thì mắt lạnh 24/24. Tôi hỏi cô, từ khi cô lấy tôi đến bây giờ trên người cô đã bao giờ đổ một giọt mồ hôi nào chưa? Hả? Hay là cô ngồi suốt ngày 24 điều hòa, thích bật tivi là ngồi xem tất cả các chương trình trên thế giới, trong nước, ngoài nước. Con đi học về rồi thì đón, cơm sẵn đấy thì ăn. Có như chồng cô không? Bán mặt cho đất, bán lưng cho rồi. Ngày xưa tôi lấy cô nhá, da tôi trắng trẻo mịn màng như thế. Thế mà bây giờ cô nhìn cái mặt tôi xem, sắp thành da đen rồi đấy nhá. Anh cứ làm như là tôi chỉ có việc chơi thôi ấy. Nếu mà anh giỏi từ ngày mai anh ở nhà làm việc nhà đi. Để tôi đi ra ngoài, tôi chiến đấu. Này, đây là một điều mơ ước duy nhất của tôi đấy nhá. Cô nhớ nhá, cô nói đấy nhá. Được rồi, ngày mai cô đi làm đi. Để xem cô trụ được bao nhiêu lâu. Trời ơi, ngày mai tôi được sống cuộc đời như mơ ước. Ngày đầu chưa quen đường cây sau thằng ngay. Ôi dồi, thường là dễ em cho nó khó này, mãi nó không xong. Anh là cho em xong chưa? Sắp xong rồi. Mình cứ vào trong nhà đi. Mình cứ vào trong nhà hay là hôm nay mình chọn tạm một bộ nào đấy mặc tạm đi vậy. Chứ còn cái chỗ này nó mình thay hơi nhiều. Không, cho nên là em không thích. Em thích những bộ này. Mặc tạm cái này đi. Không, mặc tạm cái này. Em thích cái này này. Thôi, cái này đang là. Không, em mặc thích cái này. Mặc tạm cái này đi, cái này nó xuống đến không. Nó phẳng đấy. Em thích cái này. Ôi giời, thích cái khó thế, phải từ từ chứ. Ngày đầu chưa quen đường cây. Giữ hộ cái, giữ hộ cái tay vào đây. Đường cây sao thẳng ngay. Ôi giời, cái gì khét đấy nhỉ? Chạy nha. Ôi trời ơi. Anh đi ra đây ngay. Anh nhìn đi. Anh làm hỏng áo của em rồi. Anh làm đâu, anh làm lúc nó vẫn còn bình thường. Tại em đã có cháy gì chứ. Anh phải mua đèn cho em cái áo này. Anh có biết áo này em mua bao nhiêu tiền không? Thôi thế này, tốt nhất là lỗi là không phải tại anh, mà lỗi là cái bàn là. Hôm nay em mua cho anh một cái bàn là hơi nước đi. Chứ cái bàn là nhiệt không là anh là không quen nhá. Ôi khổ em quá. Em không biết, anh phải đền cho em cái áo này. Thôi được rồi, tôi đền. Không biết bao nhiêu việc không, nên nấu cơm cái này. Xong rồi anh phải rửa bát đi để em có đi làm. Cái gì? Nấu cơm lại còn rửa bát nữa thì ai mà làm được? Tôi không phải ba đầu sáu tay đâu. Bình thường ở cái nhà này ấy, em vẫn phải làm hết tất cả những việc này đấy. Em làm được, anh cũng phải làm được. Cái gì? Em làm được, anh cũng phải làm được á? Ôi trời ơi, là quần áo này, nấu cơm này, ôi trời ơi, lại còn rửa bát này, lại còn đón con đi học phơi quần áo này, bố nó làm mà làm được? Nhanh lên con. Ôi. Cô. Gì? Cái gì đấy? Bố yêu đang chè bố nhá. Ôi trời ơi, chè cháo có gì muộn giờ rồi. Ý. Nhưng mà hôm mẹ
vẫn cho con ăn mà. Con lạy bố. Bố vừa mới ăn sáng xong, còn mấy phút nữa thôi muộn giờ học đến bây giờ, con còn bao nhiêu việc đấy bố ạ. À? Ơ, sao bố lại gọi bằng bố? Không ạ. Từ ngày hôm nay trở đi chính thức con sẽ gọi bố nhé. Con còn bao nhiêu việc, con làm phục vụ là phục vụ tương lai của bố trẻ ạ nhá. Con về con còn đi vứt rác này, đưa bố đi học xong rồi con về con nấu cơm này, rồi còn cất quần áo, trời sắp mưa rồi, không cất kịp ấy, ướt quần áo mai là bố cởi trần đi học đấy bố ạ. Từ giờ con sẽ gọi bố là bố suốt nha. Con mời bố, kính bố nhanh nha con nhờ. Ủa, quá. Alo. Anh à. Cái gì? Anh làm xong hết việc chưa? Xong hết rồi. Thế cơm nước đã chuẩn bị xong chưa? Này, nấu cơm xong rồi nhá. Lau nhà xong rồi nhá. Được chưa? Em quần áo gấp rồi nhá. Cái gì? Phòng em có 6-7 người muốn đến nhà mình ăn cơm để chơi với cả gia đình nhà mình. Anh đi ra chợ mua đồ về chuẩn bị cơm cho em nhá. Mua thêm ít hoa quả nữa anh nhá. Mọi người, người thì thích ăn vịt, người thì thích ăn gà, người thì thích ăn cá. Anh mua về chuẩn bị hết cho em đầy đủ nhá anh nhá. Này nhá, anh nấu cơm rồi, lau nhà rồi, gấp quần áo rồi. Chỉ còn nửa tiếng nữa là anh đi đón con đi học về nhá. Rồi em muốn ăn gà này, gà luộc này, đúng không? Vịt nướng này. À, lẩu nhá, tôm cua hải sản nhá. Này, tôi nói lại một lần nữa nhá, cô muốn ăn ý thì rước các bạn cô ra ngoài quán mà ăn nhá. Cô hầu hai mẹ con cô là đủ lắm rồi nhá. Đừng hoành thằng này nhá. Về đây làm việc nhà đi, mai tôi đi làm, giả lại cuộc sống cho tôi, hiểu chưa? Ôi trời, ế ẩm quá nhỉ. Sức khỏe dân chúng càng ngày càng đi lên thế này thì chết dở đi. Ôi giời. Lại ngủ. Bán hàng suốt ngày. Ôi giời, nhìn cái mồm này trông như con chó ngao. Thế nào đấy hả? Lao tắt từ mấy cái thằng trẻ con. Như con heo lăn cho cái lồng này. Thằng nào à? Thằng bố mày đây. Tao sếp ạ. Sao sếp lại đến đây ạ? Bắt quả tang nhá. Dạ. Đang trong giờ bán hàng bỏ đi chơi. Anh ơi, em có chơi đâu, em đang đứng đây mà. À, đang đứng đây cái gì? Là... ngủ cũng là trốn việc nhá. Không, 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 là em xin trình bày với anh là hai ý ạ. Dạ, ý thứ nhất là đây anh nhìn này, em vẫn đang đứng ở cửa hàng mà với cái không gian bối cảnh nó yên tĩnh như thế này, chả có ma nào đến thì nên là ý thứ hai của em là em xin phép ngủ tí. Tao có hai ý nhá. Dạ. Tao không phải ý thứ nhất mà tao ý thứ một là miễn lý do lý trấu nhá. Ý thứ hai ý, là ngủ 1 tiếng 15 phút, vị chi tính là 75 phút, 75 phút trừ 750.000. Anh ơi, lương tháng anh giả em có 800.000 mà bây giờ anh trừ em 750 thì em móm à? Móm thì móm nhá, cấm thang bắc. Mày phải hiểu được cái giá trị của cái giấc ngủ nó như thế nào nhá. Ủa anh, em nghe chưa? Em trượt mắt tí mà anh trừ em thế thì sao? Thắc mắc à? Dạ không. À, như thế mày mới hiểu được giá của một giấc ngủ. Làm việc đi. Dạ vâng. Chào anh. À, bác ạ. Mày thấy không? Cái vía mày nó nặng, anh đến cái có khách ngay. Ừ, khách quen. Bác, vẫn thế ạ? Vẫn thế. Một hộp tăng lực. Đúng rồi. Có ngay.
cháu gửi bác. Đây gửi anh tiền. À, vẫn thế. Mình đi nhá. Dạ. Già mà dẻo dai khỏe lắm này. Này. Hả? Mặt tao có nhỏ à? Hay có mụn? Không, anh vẫn đẹp trai bình thường. Sao lạ nhỉ? Mỗi lần cái thằng cha này đến mua cái thuốc tăng lực, nó đều nhìn tao như nó cười. Ôi, anh ta nghi thế nào? Người ta khách hàng thân thiện, người ta cười chứ có cái gì đâu. Không, đây nó không phải cái nụ cười thân thiện, mà trong cái nụ cười của nó có ẩn ý cái gì, có một cái gì nó ẩn chứa sâu xa lắm. Ẩn chứa sâu xa là như nào? Thằng này bây giờ nhá, mày đi theo lão hả, xem mà lão đi vào đâu. Đi theo lão kia ạ. Ờ. Ê, anh định lừa em rồi, anh lại trừ lương em đúng không? Em đang làm việc, anh bảo em đi ra ngoài là thế nào? Đi ra ngoài, đi thì đấy cũng là một nhiệm vụ, phải không? Mày có đi không? Tao trừ tiếp 750. Em đi ạ. Ôi anh ơi. Ôi giời. Dậy. Tối nay mà không ngủ à? Không ngủ làm cái gì? Có khách đâu? Cháy nhà đến nơi rồi mà anh còn cháy nhà ở đâu? Thế tóm lại là cái việc tao giao cho mày như thế nào rồi? Thế mà em phải tức tốc về đêm báo cáo với anh nhá. Thể theo nhiệm vụ anh giao. À. Em đã theo dõi mục tiêu một cách sát sao. Em đã vượt qua hai bờ rào, nhảy qua hai bờ rộng và cuối cùng em đậu chỗ mục tiêu này. Thì tóm lại là nó nằm ở đâu? Mục tiêu nằm ở đâu? Nhưng anh phải hứa là tháng này không trừ lương em cơ. Cái thằng này, tao nói đùa mày thôi tụi, ai trừ lương của mày? Anh nhớ nhá. Nói đi. No. Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Cái thằng này, mày cứ mồm vo mãi. Thế tóm lại là nó đi chỗ nào? Tóm lại là nó nằm ở nhà anh. Oh no. Nhà ta? Dạ vâng. Sao lại nằm nhà tao? À, thế là chuyện gì? Thuốc tăng lực. Bán nhà tao. Vợ tao ở nhà một mình. Tôi chết rồi! Cháy nhà thật rồi!